Chào mừng mọi người đến với kênh của điện thoại Tùng Anh, chuyên iPhone cũ chính hãng giá rẻ nhé. Thì như ở các video trước ấy, Tùng Anh có nói đến cái event ấy, thì mọi người nhớ theo dõi kênh của Tùng Anh để 23 tháng 8 này Tùng Anh sẽ bốc thăm trúng thưởng cho mọi người nhé. Thì phần thưởng lần này là một cái tai nghe iPod, tai nghe Bluetooth không dây ấy. Thì mọi người nhớ chú ý theo dõi để xem mình có trúng thưởng không nhé. Mà để nhận được quà của Tùng Anh thì mọi người phải làm, thứ nhất là phải đăng ký kênh và đã từng mua hàng của Tùng Anh nhé, thì mọi người mới có cơ hội, thì Tùng Anh mới có địa chỉ và số điện thoại, rồi thì số thứ tự của mọi người để Tùng Anh bốc thăm và gửi cho mọi người nhé. Mọi người nhớ chú ý đấy, bật chuông lên để xem theo dõi những cái video mới nhất của Tùng Anh. Thì hôm nay Tùng Anh lên kênh để nhắc nhở mọi người là chính phủ ra chỉ thị 16 ấy, thì sẽ mức phạt nếu mà đi ra ngoài không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng ấy. Từ 1 đến 3 triệu đồng thì với cái số tiền đấy mọi người có thể mua được rất nhiều máy ở bên Tùng Anh đấy. Nên mọi người chú ý đừng có đi linh tinh mà bị phạt ấy. Để tiền đấy mua điện thoại về nhà xem đi video với lại chơi game nghe gọi còn thích hơn ấy. Thì như mọi người với cái số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng thì mọi người có thể mua 5 SE này với giá 1.850.000, rất là đẹp, mới luôn, pin 9x, full zin cho mọi người luôn, mọi người tự nhìn tận cảnh luôn, đẹp nét keng luôn. Nhưng mà Tùng Anh chỉ bán với giá 99% là 1.850.000, 32GB nhé mọi người nhé. 32GB này, có ghi ở trên màn hình này, 32GB này. Pin 97%. Pin 97%. 32GB. Đấy, iPhone 5SE 32GB. Xem phim, lướt web, chơi game. Bên cạnh đấy với cái giá 1.800.000 là cũng có 6S32GB này, 6S Lock 32GB này, cũng đẹp luôn. Nhưng mà chỉ còn 3 con thôi nên là Tùng Anh cũng xả là chỉ còn 1.800.000 thôi. Đức như vậy. Đây, 1.800.000 mọi người nhé, 6S32GB Lock. Bên cạnh đấy còn 6S Plus này, 32GB, pin 91 luôn. Màn linh kiện Tùng Anh xả giá 2.150.000, xả lỗ luôn, 2.150.000 với những con nó đẹp nhé, còn những con phẩy thì giá chỉ còn 2.050.000 thôi, rất là đẹp luôn. Mua về xem phim, lướt web, chơi game. Với cái màn linh kiện thì mọi người vẫn dùng bình thường, không sao hết. 2.050.000. Bên cạnh đấy có 6S, cũng 6S Plus, nhưng con này là quốc tế, 6S Plus quốc tế nhé, 32GB, 6S Plus quốc tế 32GB. Ô, oh, 64GB ạ. 6S Plus quốc tế 64GB. Bên Tùng Anh đang bán con này với giá là 3.500.000. Đẹp luôn, màu trắng. Ồ, dòng 64GB thì có cả con 6 Plus này, 6 Plus 64GB này mọi người này, 6 Plus 64GB nhé, đẹp luôn, 6 Plus 64GB. Tất cả những cái máy bên Tùng Anh đều là trắng email hết, à trắng iCloud, trắng iCloud nhé mọi người, nhưng mọi người về chỉ cần đăng nhập và sử dụng thôi, tải ứng dụng về là dùng thôi, lướt web, xem phim,
Plus, 6 Plus 64GB này có giá là 2,3 triệu mọi người nhé. Mọi người chỉ việc ngồi nhà order là Tùng Anh sẽ ship đến tận giường cho mọi người luôn. Mọi người mua hàng tùy theo giá trị của máy thì mọi người sẽ phải cọc phí vận chuyển cho Tùng Anh ấy là từ 50.000 đến vài trăm nghìn thôi. Bởi vì là mọi người nếu mà không nhận hàng ấy, thì phí hoàn về rất là đắt, thì Tùng Anh phải chịu cái phí đấy, nên là mọi người thông cảm cho Tùng Anh, mọi người đặt cọc trước nó không đáng bao nhiêu cả. Nên là mọi người không phải sợ Tùng Anh lừa hay gì đấy, cái tiền đấy thì Tùng Anh sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy. Ví dụ như con máy vừa rồi đây, máy này là 2,3 triệu đúng không? Mọi người cọc cho Tùng Anh 100.000 thì Tùng Anh sẽ trừ vào tiền máy là mức thu của mọi người chỉ còn 2,2 triệu thôi mọi người nhé. Chỉ còn 2,2 triệu. Tiền đấy sẽ trình trực tiếp vào tiền máy của mọi người. Còn đây là 8G. Cái bản 8G này nó chỉ có bản 8G này nó chỉ có 64GB với 128GB thôi mọi người nhé, chứ không có 32GB đâu. Không có 32GB như 7 Plus nữa. 7 Plus là chỉ có 32GB 128GB, không có 64GB. Nên mọi người nhiều khi cũng rất là nhầm lẫn là 7 Plus 7 với 8. Đây 64GB này. Máy rất là mới và đẹp luôn. Với hình thức phẩy như thế này thì 8 phẩy thì bên Tùng Anh bán với giá là 3.750.000 nhé. 3.750.000 này, pin này. Pin thì chắc chắn là pin đã, một là pin hẹo, hai là pin thay mới cho mọi người rồi. Đây, pin quả này đã thay mới 100% cho mọi người nhé. Mọi người mới thay luôn. Chỉ việc dùng. Chỉ việc lắp pin vào dùng, đăng nhập iCloud vào dùng. Rất là đẹp luôn. Vừa sang vừa xịn vừa mịn luôn. Bên cạnh những cái dòng 8 bên có cả 7G này. Tùng Anh có 7G Lock và 7G quốc tế nhé. 7G Lock thì 2,3 triệu, còn 7G quốc tế thì là 2.850.000. Bây giờ dịch thì chỉ ngồi nhà lướt web xem phim chứ xem TikTok thì chứ có làm gì được, không đi ra ngoài. Đây là 7 Plus này. 7 Plus thì 7 Plus quốc tế mọi người nhé. Hình thức 99 đẹp. Thì có giá là 4.250.000. Có đủ màu cho mọi người. Màu gold thì mọi người cộng thêm cho Tùng Anh 100.000 nhé. Bởi vì màu gold không có, dạo này dịch nó không, hàng nó không về ấy. Nên là không có để đều cho mọi người được. Thì bên cạnh đấy thì có cả hàng phẩy á. 7 Plus phẩy thì bên Tùng Anh có giá là 4,1 triệu mọi người nhé. Nó chỉ xấu hơn bình thường một chút thôi. Giả sử như máy này nó là 99 đến đẹp đến keng này. Pin 92 này. Pin 92 này. Thì bên phẩy kia thì là nó sẽ hình thức nó rơi khoảng 95%, nhưng vẫn dùng bình thường. Pin thì mọi người nếu mà mọi người yêu cầu thì Tùng Anh vẫn thay mới cho mọi người luôn. Mọi người lưu ý là đây là hàng zin áp nhé, còn nguyên áp suất luôn, pin chưa thay, chưa tháo, chưa sửa chữa, chưa gì cả. Zin Âu áp vẫn còn, thổi phồng mồm luôn. Đấy, mọi người mua về thì việc lắp sim mà dùng, đăng nhập iCloud đều, tất cả đều là iCloud trắng nhé. Dịch này thì còn làm gì được hả các bạn, chỉ có ngồi nhà xem phim lướt web thôi, mua điện thoại rồi. Và đây là số điện thoại của Tùng Anh này. Số điện thoại mọi người liên hệ đặt hàng, mọi người kết bạn Zalo và gọi trực tiếp cũng được nhé. 0977992891 nhé.
Đây số Zalo và số đây là số duy nhất của điện thoại Tùng Anh nhé, mọi người lưu ý ạ. Mọi máy móc mọi Tùng Anh gửi đi thì sẽ được bảo hành trong vòng 1 tháng bao test 1 đổi 1. Lỗi Tùng Anh sẽ đổi cho mọi người luôn. Ở trong nội thành Hà Nội Tùng Anh free ship cho mọi người nhé. Hiện nay dịch bệnh là tùy khu vực thì Tùng Anh mới ship được thôi chứ không phải là chỗ nào cũng ship được. Mọi người lưu ý hộ Tùng Anh ạ. Thì bên cạnh đấy thì khi mọi người mua máy thì sẽ được tặng rất đầy đủ phụ kiện luôn. Sạc cáp này, ốp lưng này, cường lực này, cọc sim này. Đấy, mọi người không phải ra ngoài mua một cái gì nữa, cứ thế là mua máy rồi về lắp sim vào và dùng thôi. Cường lực thì Tùng Anh sẽ dán cho mọi người, ốp thì mọi người mà cũng lắp luôn cho mọi người. Mỗi sạc với cáp mọi người về phải bóc ra rồi tự cắm vào và sạc điện thoại lên là dùng thôi. Đấy thì hiện nay thì đấy Tùng Anh nhắc lại là bên Tùng Anh còn 5 SE này với giá 1.800.000 này, 1850 này, 6S Lock 32GB là 1.800.000 này, 6S Plus 64GB là 3.500.000 này, 6S Plus 32GB Lock màn lô nhá với giá 2.000.000 thôi. Giá 2.000.000 nhé. Và 6 Plus 64GB là giá 2.300.000. 7 Plus Lock là cũng 2.300.000. À 7G Lock là 2.300.000. 8G quốc tế 64GB là giá 3.750.000. Đấy là hình thức phẩy. Còn keng thì bên cạnh đấy có hai con 256GB này, keng luôn, level keng thì Tùng Anh bán với giá là 4.300.000 mọi người nhé. 256GB 8G và 7 Plus quốc tế này hình thức 99% sẽ là giá 4.250.000, còn hình thức phẩy là 4.100.000 mọi người nhé. Số lượng rất là nhiều luôn, mọi người tha hồ đặt hàng, không lo về giá, không lo về hàng. Thì mọi người nhớ chú ý theo dõi kênh của Tùng Anh để nhận hàng mọi người, nhận quà mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chào mọi người.